gom được nhiêu đây, đồ chắc cũng đủ rồi, đi về nhà thôi mà. Ủa, đó là những món đồ chơi của mình mà. Hôm nay là phải truy tìm mẫu vật mới được, triệu hồi quái vật của ta. Xin chào đại ca triệu hồi tụi em có chuyện gì ạ? Hôm nay ta muốn có một mẫu vật đồ chơi mà các xe công trình. Nào các khủng long của ta, các người hãy đi tìm những chiếc xe công trình và đồ chơi về đây cho ta đi. Dạ, chuyện đó để tụi em lo cho, bây giờ tụi em sẽ đi ngay. Đồ ăn, ai mua đồ ăn không? Đồ ăn đồ chơi đây, đồ ăn đồ chơi siêu xịn siêu đẹp đây. Bạn tới mua đồ ăn hả? Đúng rồi, mình tới đây mua đồ ăn, mình ăn xong rồi mình đi làm nè. Ở đây tụi mình nhập nhiều đồ ăn lắm, bạn muốn ăn cái nào? Đâu, để mình lựa coi. Wow, đây là trái banh hả? Còn đây là cái gì đây? Oh, đây là sô-cô-la gấu trúc. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy trái banh này ra ăn nha. Ăn xong rồi mình sẽ đi làm việc. Wow, trái banh này thơm quá, có mùi cam nè. Bên trong cũng có mứt nữa nè, ngon quá đi. Rồi, bây giờ mình sẽ xịt sô-cô-la lên nha. Đây là sô-cô-la gấu trúc. Rồi, bật ra. Ok, xịt sô-cô-la gấu trúc lên. Wow, sô-cô-la gấu trúc thơm quá. Wow, đồ ăn của chúng mà và Sky ngon quá đi. Mình gửi tiền cho các bạn nè. Tinh, mình nhận được tiền rồi. Lần sau nhớ ghé ủng hộ mình tiếp nha. Cảm ơn Sky và chúng mà nha. Chúng ta cùng nhau ăn cái này rồi sau đó mình sẽ làm việc nha. Wow, hồ lô cầu vồng này ngon quá đi. Rồi mình sẽ để gọn cái này vô, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đào đất thôi. Rồi làm việc thôi nào, sẽ cộng múc cát, sẽ múc cát lên sẽ đen nha. Mình quay thiệt là nhanh, mát quá nè. Bên trong này còn có đèn nữa. Thôi chơi vậy là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ ăn đồ ăn nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái đồ ăn này ra nha. Đây là kẹo mút thần kỳ. Nhâm 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 nhâm. Wow, kẹo mút có mùi coca ngon quá đi. Rồi mình sẽ để cái món đồ chơi này ở đây. Bây giờ mình sẽ đi kiếm thêm đồ chơi nha. Lấy chiếc xe đua này đi kiếm thêm đồ chơi thôi nào. Nhấn nút khởi động đi thôi. Cầu vòng trái tim này coi, nhâm 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 nhâm. Wow, cầu vòng trái tim anh Superman mua đâu mà ngon quá vậy? Hồi nãy em ghé nhà Sky và Superman mua thêm chiếc xe cứu thương và chiếc xe cảnh sát này nè. Sau đó anh mua thêm cầu vòng trái tim, ngon lắm đúng không? Dạ, ngon lắm anh ơi. Wow, anh mua hai chiếc xe này đẹp quá đi. Đâu em coi thử coi. Đây là chiếc xe cứu thương hả? Có màu đỏ, màu trắng rất là đẹp luôn. Đằng sau này có cái cửa nè. Đâu em mở ra thử coi. Wow, có hai cánh cửa luôn. Xe này xịn tiện. Rồi bây giờ coi chiếc xe cảnh sát nha, chiếc xe cảnh sát cũng có thể mở cửa được luôn nè. Wow, chiếc xe cảnh sát có âm thanh, có đèn chớp luôn hả anh? Đồ chơi đâu, xe công trình đâu? Wow, ở đây nhiều xe công trình quá ta. Nhỏ mua ổ kìa, giao nộp xe công trình ở đây. Ủa bạn là ai vậy? Đây là xe công trình của mình mà. Mình đang làm việc, không có đưa cho bạn được đâu. À, không biết ta là ai hả? Biết chưa, biết chưa. Mang hết xe công trình này về cho đại ca thôi. Ui da, đau quá, có ai không? Cứu với, có cướp, có cướp. Hello, xin chào Sika và Zuma, bán cho mình đồ chơi với Everest đó hả? Hôm nay tụi mình có một cái đồ chơi rất là xịn luôn đó. Nè, bạn lấy ra chơi thử đi. Đâu, mình lấy cái món đồ chơi này ra chơi thử nha. Wow, cái này là cái gì đây? Một bạn mèo hả? Bên trong này có cái đồng hồ nữa nè. Rồi, gõ ra nha. Wow, cái đồng hồ này chơi sao ta? Đâu, mình xoay thử đây nha. Wow, chúng ta xoay ở đây á là cái kim đồng hồ chạy nè, mắt bạn mèo cũng đảo tới đảo lui nè, hay quá, mình thích cái món đồ chơi này quá đi. Còn phía dưới này có cái gì đây? Wow, đồ ăn nè. Đâu mình lấy ra mình ăn thử coi. Wow, đồ ăn này ngon quá đi, mình sẽ mua món đồ chơi này nha. Cảm ơn Everest đã tới ủng hộ tụi mình. Không có gì đâu, thôi mình đi về nhà đây.
wow, ở đây có gì đây? À, đồ chơi và đồ ăn. Mình sẽ mang cái này về cho chủ nhân. Chủ nhân sẽ thích lắm đây. Gom được nhiêu đây, đồ chắc cũng đủ rồi. Đi về nhà thôi nè. Ủa, Rubble, bạn bị sao vậy? Poly ơi, hồi nãy có một tên khủng long vô nhà mình cướp những chiếc xe công trình đi rồi. Cái gì? Khủng long cướp những chiếc xe công trình của bạn hả? Được rồi, theo mình lên đồn cảnh sát, mình sẽ báo cho anh Superman biết. Ôi chặt nha Rubble, đến đồn cảnh sát thôi. Ủa, đó là những món đồ chơi của mình mà. Không được, khủng long, mau trả món đồ chơi của mình đây. Đại ca ơi, đây là những gì em lấy được nè, đại ca có thích không? Wow, nhiều đồ chơi quá ta. Đâu, ta chơi thử cái này coi. Wow, xoay được luôn hả? Ta thích lắm, các người hôm nay làm nhiệm vụ rất là tốt. Nè, khủng long kia, đây là món đồ chơi của mình mà, sao bạn lấy vậy? Ồ, thì ra là món đồ chơi của chó cứu hộ. Wow, còn cái này là cái gì đây? Món đồ chơi mới hả? Nhìn đẹp quá vậy. Ý, chiếc xe này sao nhìn đẹp quá ta? Wow, xe xịn quá, có đèn nữa nè. Không được đụng vô, đây là xe của mình mà. Cái tên chó cứu hộ này, ngươi có biết ngươi đang ở đâu không? Nào anh em, bắt lấy hắn. Có ai không? Cứu mình với. Superman ơi, trời ơi, có tên quái vật kia cướp mất những chiếc xe công trình của mình rồi. Quái vật cướp xe công trình sao? Trông hắn như thế nào? Dạ, hắn là một tên khủng long màu xanh đó cây đó anh, nhìn rất là dữ luôn. À, thì ra là quái vật nhà zombie hả? Được rồi, để anh đi lấy lại những chiếc xe công trình cho em nha. Bây giờ anh sẽ lấy cái món vũ khí của anh. Tiếp tục, đây, anh sẽ lấy những cái viên đạn xốp này ra nha. Thử khởi động khẩu súng bắn xốp coi, xem khẩu súng bắn xốp này còn hoạt động không nha. Rồi, nhét một viên đạn xốp vô. Ok, bây giờ anh sẽ nhắm vô những cái trái tim cầu vồng này nha. Wow, khẩu súng bắn xốp anh đã hoạt động lại rồi. Bây giờ anh sẽ đi đòi lại công lý. Khủng long đâu rồi? Khủng long dám cướp những chiếc xe công trình hả? À, mình đã phát hiện ra khủng long rồi. Có 3 tên khủng long và 1 tên quái vật. Những tên này đã cướp những chiếc xe công trình của các bạn chó cứu hộ. Được rồi, bây giờ mình sẽ tấn công vô những cái tên khủng long này. Ui da, đau quá, tên nào mà có sức mạnh khủng khiếp quá vậy? Nè, các cái tên quái vật kia, các ngươi đã bị bắt vì tội lấy đồ của người khác. Hãy theo ta về đồn cảnh sát nhanh lên. Anh Superman ơi, cứu em với. Em và Dad đừng sợ, anh đã bắt được những cái tên quái vật này rồi. Các bạn ơi, các bạn có thấy những cái tên quái vật này có xấu xa không? Bây giờ mình sẽ bắt những cái tên quái vật này về đồn cảnh sát nha. Chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo.